Đây cái vườn này là cao hơn 3 mét nhé, nó phải 4 mét đó. Như vậy này. Đó, anh chị quý coi nha. Cây em dâm nó mọc hết rồi. Này cũng phải 4 mét. Đây. Mình nhìn sẽ khái quát thôi chứ nhiều lắm, ở đây em có cả ngàn cây này cơ. Rồi rồi anh chị quý coi đi nha, có gì rảnh qua em thực tế rồi lấy luôn.